vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay với những nội dung chính sau đây. Nhiều địa phương vẫn còn chủ quan trước dịch cúm gia cầm AH5N6. Tình trạng cam dụng gây thiệt hại lớn về kinh tế cho bà con nông dân tại tỉnh Hà Giang. Thủy điện Hòa Bình điều tiết nước cho sản xuất điện năm 2020. Vẻ đẹp hoa ban của núi rừng Tây Bắc. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hà Giang có 277 km đường biên giới giáp với Trung Quốc. Trên dọc tuyến biên giới, ngoài các cọc, cửa khẩu, còn có nhiều đường mòn lối mở. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã tăng cường lực lượng, dựng lều bạt, thành lập các điểm chốt ứng trực 24/24 để chốt chặn, kiểm soát cư dân qua lại biên giới. Điểm chốt chặn lối lên đường mòn gần mốc 149 trên địa bàn xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Một chiếc lều bạt dã chiến được dựng ven đường. 6 chiến sĩ, gồm 3 chiến sĩ biên phòng cùng với 2 chiến sĩ công an và dân quân đã phải ăn ngủ tại chỗ, túc trực 24/24 giờ dưới tiết trời mưa rét thấu xương. Vài ngày, các anh mới lại thay phiên nhau về đồn, cách đó gần chục km để tắm giặt và nhận thêm lương thực. Và cái khó khăn nhất ở trong này, khu vực này, thứ nhất ở đây không có điện, thứ hai là nước không có, thứ ba nữa là nhất là chúng tôi là ở đây là nấu ăn tại chỗ, tại vì cái khoảng cách là từ đây về cho đơn vị là xa. Những ngày qua, các chiến sĩ tại đây đã ngăn chặn hàng chục lượt người dân qua lại biên giới trái phép, giải thích và tuyên truyền cho người dân hiểu về tình hình dịch bệnh, đồng thời cũng đã đưa 8 lao động từ Trung Quốc trở về và một người đi đón người nhà về khu vực cách ly để được theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi phối kết hợp với quân y của đồn biên phòng Lũng Cú, hàng ngày thường xuyên chăm sóc và tạo điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị để cho 8 công dân yên tâm trong thời gian cách ly. Tại điểm chốt chặn đường mòn lối lên cột mốc 409 thuộc xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, các lực lượng biên phòng, công an, dân quân và y tế cũng túc trực 24/24 giờ. Cán bộ biên phòng cũng thường xuyên xuống bản, đến từng nhà, hướng dẫn bà con cách phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe, bản thân và cộng đồng. Hiện tại thì trên địa bàn xã Lũng Táo đã 167 công dân đi Trung Quốc thì đã về nước là 165, còn hiện tại là 7 công dân đang ở bên Trung Quốc. Thì khi mà các công dân ở đi làm lao động bên Trung Quốc về thì anh em sẽ tiến hành kiểm tra và phối hợp y tế phải tiến hành cách ly. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, lực lượng biên phòng tỉnh Hà Giang đã tích cực tuần tra kiểm soát, hướng dẫn bà con vùng biên phòng chống dịch COVID-19. Trên khắp nẻo biên cương, hình ảnh người chiến sĩ biên phòng luôn mang đến cho người dân sự yên bình, vững tâm trong cuộc sống. Hiện nay trên cả nước đã bùng phát nhiều ổ dịch cúm AH5N6 và AH5N1 với tổng số trên 55.000 con buộc phải tiêu hủy. Để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trên đàn gia cầm và lây sang người, ngành nông nghiệp các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã chủ động kiểm soát để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi. Hiện nay, tổng đàn gia cầm trên địa bàn huyện Thanh Thủy có khoảng trên 550.000 con. Nằm giáp danh với thành phố Hà Nội, nơi có ổ dịch cúm AH5N6 bùng phát tại huyện Chương Mỹ, nên nguy cơ xâm nhiễm vào địa bàn rất cao. Để đảm bảo an toàn cho đàn gia cầm, đội ngũ cán bộ thú y huyện, xã đã thường xuyên liên lạc và đến các hộ chăn nuôi để tuyên truyền hướng dẫn việc thực hiện nghiêm công tác khử trùng tiêu độc, vệ sinh máng ăn và khu vực chăn nuôi. Đối với cái bệnh cúm gia cầm, để mà khẳng định chính xác là nó bị bệnh hay cúm gia cầm hay không thì phải chờ kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn. Nhưng tuy nhiên là cũng khuyến cáo bà con chăn nuôi là khi mà đàn gia cầm có biểu hiện bất thường là phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và thú y xã để có các biện pháp xử lý kịp thời. Tránh cái trường hợp là giấu dịch rồi để cho dịch lây lan trên diện rộng, khi đó là gây khó khăn cho công tác phòng chống dập dịch và thiệt hại kinh tế và con người rất là lớn. Theo các cơ quan chuyên môn, cúm gia cầm là loại bệnh rất nguy hiểm bởi nó có thể lây sang người và gây tử vong. Mặc dù trên địa bàn tỉnh hiện chưa xuất hiện dịch bệnh, tuy nhiên đây là thời điểm các hộ chăn nuôi tái đàn. Trong quá trình mua bán vận chuyển giống gia cầm rất dễ mang mầm bệnh ở tỉnh khác xâm nhập vào đàn gia cầm của địa phương. Do đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho người chăn nuôi là điều cần thiết để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ bùng phát dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi. Do chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của virus cúm AH5N1 và cúm AH5N6, nên nhiều hộ chăn nuôi gia cầm, thủy cầm trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên vẫn lơ là chủ quan với công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.
Gia đình anh Phạm Văn Thắng, khu phố Xích Đằng, phường Lam Sơn, nuôi trên 4.000 con vịt thương phẩm phục vụ thị trường. Tuy nhiên, dù biết dịch cúm gia cầm có virus cúm AH5N1 và cúm AH5N6 đang bùng phát ở một số tỉnh thành trong cả nước, trong đó có Hà Nội, địa bàn giáp danh với tỉnh ta, song gia đình vẫn chủ quan chăn thả gia cầm ra ngay khu đất trống gần đường. Cứ để này do tối thả này do đi chẳng nhẽ đi cho vịt chuồng. Đến ngày bán này thì bán thôi chứ vịt này đây nuôi có ba lần thì đấy rồi. Làm cầm nó còn gì đâu. Năm bên đầu sáu không có. Chả có biện pháp gì. Nói chung là nhà cô nuôi năm nay rồi không. Phường Lam Sơn hiện có gần 46.000 con gia cầm các loại và là địa phương có tổng đàn gia cầm lớn nhất thành phố Hưng Yên. Trong đó có hộ nuôi nhiều từ 5 đến 7.000 con. Hiện, phần lớn các hộ đều chăn thả tự do tại các ao, hồ, triền đê mà không có bất kỳ biện pháp phòng dịch nào. Người dân đã thả gia cầm ra đường quốc lộ vào những ngày mà thời tiết nhiệt độ xuống thấp cộng với thời điểm dịch bệnh đang bùng phát ở các nhiều nơi tỉnh thành thì nguy cơ bùng phát ra dịch bệnh là rất là cao. Tuy nhiên do các hộ dân nuôi với số lượng lớn nên là các biện pháp để hộ dân vẫn chưa được có biện pháp phòng chống dịch bệnh trên này. Trước tình hình dịch cúm gia cầm đang diễn ra phức tạp tại một số tỉnh thành trong cả nước, để phòng ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bùng phát và bảo vệ tài sản của chính gia đình mình, các hộ chăn nuôi cần nâng cao ý thức, đặc biệt là cán bộ thú y của địa phương, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở để dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà việc tiêu thụ nông sản của bà con trong tỉnh Phú Thọ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những rau quả tiêu dùng tươi không bảo quản được lâu. Hơn 20 hectare chuối phấn với sản lượng gần 800 tấn của gia đình ông Đào Tuấn Hải ở xã Dân Quyền, huyện Tam Nông đã đến thời điểm thu hoạch, nhưng nay vẫn ở trên cây. Nhiều buồng đã chín, nhưng gia đình ông cũng không thu hoạch mà để mặc như thế này. Nguyên nhân của tình trạng này là do dịch bệnh COVID nên các cửa khẩu giao thương với Trung Quốc thông quan chậm, các tư thương tạm dừng thu mua. Chuối thì mọi năm thì vào thời điểm này là nó rất đắt, tức là chuối này mình không có để đủ cung cấp để mà bán. Nhưng mà năm nay thì chuối là nó, nói chung là nó chín tại vườn, nó thất bại hoàn toàn, không cho người ta cũng không lấy. Với gia đình ông Nguyễn Khương Duy, đống ớt đã thu hoạch này ngày một chất cao thêm. Trước đây, ớt được bán với giá từ 15 đến 20.000 đồng một kg. Nhưng từ ngày dịch COVID-19 bùng phát, giá chỉ còn 5.000 đồng một kg. Giá đã hạ đến đáy, chấp nhận thua lỗ, nhưng cũng không bán được. Nên sau khi thu hoạch ớt, cứ chất đống như thế này. Không tiêu thụ được thì bây giờ cứ hái về, cứ trồng chất như này là đành phải đổ bỏ đó, không biết bán cho ai được. Đấy là gặp rất nhiều khó khăn, mà ươm từng cây nhỏ nhất mà mình thu hái rồi mà rẻ quá. Sau sắp nhập, hiện nay trên địa bàn xã Dân Quyền, huyện Tam Nông có 3 hợp tác xã nông nghiệp. Các hợp tác chủ yếu là trồng ớt, chuối tiêu hồng và chuối phấn. Hiện nay sản lượng ớt đến thời điểm thu hoạch khoảng gần 20 tấn, chuối tiêu hồng và chuối phấn gần 2.000 tấn. Nếu như trong những ngày tới tiến độ xuất nhập khẩu hàng hóa với Trung Quốc không được đẩy nhanh, thì bà con nông dân sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do hàng tồn ứ. Đối với hợp tác xã cũng rất là mong muốn các cấp với chính quyền quan tâm, giúp đỡ cho hợp tác xã và các hộ nông dân làm sao để có cái công nghệ sơ chế chế biến để xuất sang các thị trường khác cho nó ổn định. Đối với các thị trường khác thì là yêu cầu là phải có cái sơ chế chế biến nông sản. Ví dụ như là đối với ớt thì cũng phải là sấy khô. Những câu chuyện giải cứu nông sản cho thấy sản xuất nông nghiệp hiện nay phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó cũng bộc lộ hạn chế trong việc chế biến nông sản sau thu hoạch của bà con nông dân và các hợp tác xã nông nghiệp. Chính vì vậy, đây là lúc ngành nông nghiệp và bà con nông dân đánh giá lại việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản để hạn chế những thiệt hại khi thị trường Trung Quốc có những biến động. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, do diễn biến thời tiết khắc nghiệt, mưa nhiều khiến nhiều vườn cam trên địa bàn tỉnh Hà Giang rụng nhiều, ước tính khoảng 30% sản lượng. Điều này đã khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn, ghi nhận tại huyện Bắc Quang, địa phương trồng cam lớn nhất của tỉnh Hà Giang. Cam rụng, cam đang rụng, đó là thực trạng chảy nước mắt của người trồng cam xã Tiên Kiều trong những ngày vừa qua. Trồng cây cả năm, đến ngày hái quả thì gặp thời tiết bất lợi, khiến quả rụng, nên người nông dân lại phải tự tay nhặt từng quả cam mang đổ đi. Vườn nhà em thì
Năm nay thì em nhận định thì nó khoảng tầm độ 130 tấn, chứ bây giờ nó rơi đi mất chắc đi một nửa. Nhưng mà với cái đà này nó đang rơi bụp bạp kiểu này ấy, thì nghĩ không biết nó còn được bao nhiêu thì cũng chưa biết được, cũng chưa nói chắc được cái gì. Bây giờ gia đình nhà tôi thì cũng đấy là cũng nhờ anh em về hộ đào những cái hố để chôn những cái quả cam nó rơi rụng xuống dưới đi, mình không vứt xuống khe đi thì nó chảy ra môi trường đi thì ảnh hưởng môi trường cho những cái hộ khác ở dưới cái nguồn của mình. Còn theo ông Hoàng Quyết Thắng, một người đã có kinh nghiệm trồng cam lâu năm cho biết, từ sau Tết Nguyên đán đến nay mưa diễn ra liên tục đã khiến cho trái cam tích đầy nước, vỏ mỏng ra. Chính điều này khiến cho nước mưa thấm vào trong quả. Bên cạnh đó, độ ẩm thấp giúp cho nấm mốc phát triển. Những điều này đã khiến cho các quả cam rất dễ bị nhiễm nấm mốc, sau đó gây thối quả. Mưa axit cho nên là nó gây nấm mốc trên quả cam, cho nên là nó thối từ trên cây. Để xong nó mới bắt đầu rụng xuống thì trong cái thời điểm này thì riêng hợp tác xã chúng tôi và riêng bản thân gia đình này cũng thiệt hại được quá nhiều. Thì so với lúc ban đầu thì nó phải thiệt hại tầm đến 30-40% quả trên cây. Theo tổng hợp của Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang, tổng sản lượng cam của toàn huyện năm nay ước đạt 40.000 tấn, sản lượng đã tiêu thụ trên 16.000 tấn. Hiện nay đang là thời điểm chính vụ thu hoạch cam sành Hà Giang. Tuy nhiên, trong 5 ngày trở lại đây, tại các vựa cam của huyện như Tiên Kiều, Vĩnh Hảo, Vĩnh Phúc, do gặp thời tiết bất lợi nên cam rụng rất nhiều. Khó khăn của người trồng cam năm nay là thứ nhất là cây mức tiêu thụ nó quá chậm. Thứ hai do thời tiết mưa nhiều, kéo dài. Do vậy là từ ngày 8 tháng 2 trở lại đây thì cam rụng cũng tương đối lớn. Thế đến tính đến thời điểm hiện tại thì cái mức tiêu thụ là mới chỉ đạt khoảng độ 30%. Thế qua kiểm tra thực tế thì cái thiệt hại do cam rụng là nó khoảng độ 30% nữa. Cũng theo dự đoán của người trồng cam, trong những ngày tới nếu thời tiết nắng lên thì hiện tượng cam rụng quả sẽ giảm xuống. Tuy nhiên nếu thời tiết tiếp tục mưa, độ ẩm thấp thì hiện tượng cam rụng sẽ còn tiếp tục diễn ra. Điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến người nông dân trồng cam. Theo dự báo thủy văn của nhà máy thủy điện Hòa Bình, sau tháng đầu năm 2020, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình tiếp tục xuống thấp, gây khó khăn cho sản xuất điện cũng như việc đảm bảo cấp nước cho vùng hạ du. Nhà máy thủy điện Hòa Bình đã chủ động tính toán điều tiết hợp lý, phấn đấu hoàn thành sản lượng điện giao hơn 8,2 tỷ kWh điện và tích nước hồ cuối năm 2020 đạt tới cao trình cho phép trên 116 mét. Nhà máy thủy điện Hòa Bình cho biết mực nước tại thượng lưu hồ Hòa Bình đang là 101,36 mét, hạ lưu đập thủy điện là 9,40 mét, lượng nước về hồ là 800 mét khối trên dây, nước qua tổ máy là 698 mét khối trên dây và chỉ chạy phát 3 tổ máy. Các cái hồ phía trên, bậc thang phía trên như thủy điện Sơn La hiện nay cũng đang ở mức rất thấp và thấp hơn với cùng kỳ năm ngoái là khoảng 20 mét. Do vậy mà tính dung tích thiếu hụt của hai hồ lớn trên sông Đà hiện nay là trên 5 tỷ mét khối nước. Điều này nó rất ảnh hưởng đến cái tình hình phát điện, sản xuất điện của nhà máy nói riêng và của tập đoàn nói chung. Để mà giải quyết cái tình hình này thì hiện nay thì việc mà xả nước để phục vụ cái đổ ải vụ xuân thì đã đang chuẩn bị thực hiện giai đoạn 3, ngày đợt 3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam rồi cũng đã có những cái giải pháp tổng thể để mà đảm bảo tiết kiệm nước trong cái suốt một từ nay cho đến hết mùa khô, có nghĩa là hết tháng 6 năm nay. Theo số liệu thống kê của nhà máy thủy điện Hòa Bình, năm 2019 tổng lượng nước về hồ Hòa Bình đạt 36,9 tỷ mét khối, bằng 68% so với trung bình nhiều năm. Mùa mưa bão chỉ xuất hiện một đợt lũ, lưu lượng nước cao nhất đạt gần 8.000 mét khối trên dây vào đầu tháng 8 và duy trì trong thời gian khoảng 2 đến 3 tháng. Đến tháng 12, mực nước hồ Hòa Bình xuống còn 102,9 mét, thấp hơn mực nước dâng bình thường là 14,91 mét. Tại tỉnh Lai Châu, nơi tuyến đường biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng vùng cao phối hợp với các lực lượng tăng cường giải pháp phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm. Ngoài tăng cường tuyên truyền, những lọ nước rửa tay cùng nhiều khẩu trang nghĩa tình đã được truyền tới đồng bào biên giới. Bản Hùng Pèng, xã Ma Ly Pho, huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, nơi có cửa khẩu Ma Lù Thàng, nhiều ngày nay không còn nhộn nhịp như trước. Cả bản có hơn 60 hộ với gần 300 khẩu đồng bào người Dao sinh sống.
Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát bên nước bạn, được bộ đội biên phòng tuyên truyền, bà con bản Hùng Pèng cũng như xã Ma Ly Phò đã nhận thức rõ hơn về dịch bệnh và chủ động các biện pháp phòng chống. Bộ đội biên phòng cũng đã hỗ trợ phát miễn phí khẩu trang, nước dung dịch rửa tay khô, giúp người dân có thêm điều kiện phòng chống dịch lây nhiễm. Dự được các chú bộ đội phát ra khẩu trang miễn phí, em cảm thấy rất ý nghĩa. Tại điểm phát khẩu trang miễn phí ở km số 2 trên đường vào cửa khẩu Ma Lù Thàng, những ngày qua, lực lượng bộ đội biên phòng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng đã cấp phát hàng ngàn khẩu trang miễn phí cho người dân biên giới ra vào khu vực cửa khẩu. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc mua khẩu trang để phòng dịch ở nhiều nơi khó khăn do hàng khan hiếm, nên việc cấp phát miễn phí khẩu trang tại đây được người dân đánh giá cao. Cả ngày hôm nay em làm việc chỉ đeo có mỗi cái khẩu trang này thì nó cũng đã cũ rồi, nhưng mà hiện tại có khẩu trang mới thì niềm vui nhân đôi. Là lực lượng tuyến đầu biên giới, những ngày này, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thống kê đến nay, người dân tại 23 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được cấp phát miễn phí tổng cộng là trên 10.000 chiếc khẩu trang. Đã tổ chức tiến hành phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân để góp phần chia sẻ những khó khăn cho người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Lai Châu có gần 270 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc diễn biến phức tạp, nguy cơ xâm nhập dịch vào địa bàn là rất cao. Sự chủ động của chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng biên phòng trong việc tuyên truyền và cấp phát miễn phí khẩu trang cho người dân sẽ góp phần phòng chống dịch ngay từ tuyến đầu biên giới. Mặc dù đã về đích nông thôn mới từ nhiều năm trước đây, nhưng hiện nay xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định vẫn chưa có khu xử lý rác thải tập trung. Bên cạnh đó, ý thức của người dân chưa tốt, vứt bừa bãi rác thải sinh hoạt ra các kênh mương gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Con sông chính chạy qua địa bàn xã Nghĩa Trung những năm gần đây tràn ngập các loại rác thải sinh hoạt từ các khu dân cư đổ ra. Rác chất thành đống tại các cửa cống không thể trôi đi được. Theo người dân, khoảng 2 năm trở lại đây, do xã không còn bãi rác tập trung, rác thải sinh hoạt của người dân không biết đổ đi đâu. Một số người ném thẳng xuống sông gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ban đêm mà thì nằm thì phải đóng chặt cửa, không ngủ được. Nên là cái khâu mùi hôi thối của phân bò, rồi mùi của các gia đình mang cái ra đây để đổ ô ấy ở đây là suốt mấy năm nay rồi. Người dân chúng tôi là phải tự đun đẩy, tự xuống để thu dọn đi. Bởi vì khi là khi cái ánh nắng lên thì không thể chịu được, mà hôi thối này các đầy rẫy. Xã Nghĩa Trung mỗi ngày phát sinh từ 2 đến 3 tấn rác thải sinh hoạt. Năm 2016, tường bao của bãi chôn lấp rác bị đổ, khiến rác thải tràn ra ngoài gây ô nhiễm. Người dân trong khu vực phản đối không cho tập kết rác về đây. Từ năm 2017, xã đã lập dự án xây dựng lò đốt rác nằm ven đê sông đáy và đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, do một số hộ dân không đồng tình nên dự án vẫn chưa được triển khai. Chúng tôi đang tổ chức vận động nhân dân để tích cực cùng với lại các cơ quan đoàn thể cùng với địa phương để tổ chức để triển khai thi công sớm công trình để như vậy là khắc phục cái tình trạng ô nhiễm. Hiện nay rác thải là báo cáo các anh là đang trong cái tình trạng rất là ô nhiễm. Chưa có nơi thu gom xử lý, rác thải được người dân xả ra ngoài môi trường, ném xuống lòng kênh mương. Mỗi khi không có nước vào, các loại rác thải ùn ứ thành từng đống và bốc mùi nồng nặc. Rác thải ở xã Nghĩa Trung đang làm ô nhiễm cả nguồn nước và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Những phút cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những hình ảnh của loài hoa đại diện của núi rừng Tây Bắc, hoa ban. Thời điểm hiện tại, hoa ban đã bắt đầu bung nở trên khắp núi rừng ở Tây Bắc. Hoa ban không chỉ là một loài hoa đẹp, đây còn là biểu tượng bất diệt cho tình yêu trong sáng, thủy chung son sắc của chàng khung với nàng ban. Hoa ban ẩn hiện trong những cung đường đèo dốc, bên suối nước trong veo hay thấp thoáng sau tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang của người dân địa phương. Tại Điện Biên, hoa ban bắt đầu nở vào tháng 2 dương lịch hàng năm và bung nở trắng xóa vào thời điểm đầu tháng 3. Hoa ban bung nở cũng là thời điểm đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên vui say trong những ngày hội. Xuân sang đẹp tươi sang xuân thắm tô đẹp quê hương men say tình yêu để bừng lên mà em bừng hờ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.